Xin chào Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn. Trước hết chúng ta sẽ bàn về cái lời phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái hội nghị lần thứ 10 kết thúc hôm 12 tháng Giêng vừa qua, khi ông cho rằng là đổi mới chính trị không phải là thay đổi chế độ mà là đổi mới cơ chế chính sách, chống tham nhũng, tăng cường quốc phòng an ninh. Nhận định của ba bạn về cái lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Xin mời Minh Hiển. Vâng, nói chung là Hiển chưa khi nào thấy có ấn tượng đối với các cái bài phát biểu của ông Tổng Bí thư Trọng này cả. Những bài lê thê chung chung, giáo điều và nhiều khi mang cái tính chất bảo thủ. Nếu mà nhận xét thì Hiển nghĩ là các cái nhận xét nó cũng vô thưởng vô phạt thôi, cũng không có gì đặc sắc cả. Còn Tiến Trung thì cái nhận định của bạn như thế nào? Vâng, chúng có ý kiến thế này. Thứ nhất, nếu mà cho ông ở vị trí là một đại biểu quốc hội thì nó cũng chỉ là một cái khu vực nhỏ bầu ông, chưa nói đến cái vấn đề là bầu cử tự do công bằng hay không. Cái thứ hai là ông là tổng bí thư của một đảng, thì đảng viên đảng này cũng không tới được 50% so với dân số Việt Nam. Cho nên là cái tiếng nói của ông không hề đại diện ý muốn và nguyện vọng người dân được. Khi phát biểu như vậy, thực tế rằng tổng bí thư cũng như đảng cộng sản Việt Nam đã tự cho mình đứng trên luật pháp, và chúng nghĩ là người dân Việt Nam mình đã quen với những chuyện như vậy rồi, nhưng thật ra là trong luật hoàn toàn không hề cho phép. Và xin mời Trường Sơn. Như anh Trung và anh Hiển cũng đã đồng tình, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trước đến giờ thì ông không hề có một cái ảnh hưởng nào lên trên cái nền chính trị Việt Nam hết. Ông giống như một cái biểu tượng thôi. Về tuyên bố của ông thì cái này nó na ná giống như lý thuyết kinh tế của Đảng Cộng sản áp đặt lên đất nước Việt Nam, đó là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là ông đấy muốn đổi mới thể chế chính trị. Đó gọi là đổi mới là phải thay đổi hoặc là một cái gì đấy. Thế nhưng ông lại xoáy thêm đó là không thay đổi chế độ. Theo tôi nghĩ thì ông phải tuyên bố như vậy hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã cảm nhận một cái gì đó rằng suy nghĩ của người dân Việt Nam cũng đang dần thay đổi. Thì họ buộc phải có những cái tuyên bố để làm thế nào đó để bưng bít hoặc là để chống chế. Thế nhưng mà cái hành động chống chế của họ giống như là vá một con đường rồi, họ không hề làm lại cái con đường đấy. Càng vá thì càng thêm chằng chịt. Thì cũng như cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện ở Việt Nam đã khiến cho cái nền kinh tế Việt Nam trở nên lạc hậu, công thành và sắp sửa đi đến cái mức sụp đổ. Thì bây giờ đến là chính trị. Họ nói rằng đổi mới chính trị thế nhưng mà lại không chịu thay đổi cái thể chế. Thế thì có nghĩa là mình mới rượu cũ, chẳng có một cái gì thay đổi ở đây cả. Và ông lại còn nói rằng là tăng cường chống tham nhũng cũng như an ninh quốc phòng. 99% người dân Việt Nam đều có một cái suy nghĩ giống như tôi, đó là đã là quan chức thì tham nhũng. Và ai đảm bảo rằng là bản thân ông Tổng Bí thư có tham nhũng hay không? Vậy nếu mà ông đã là người tham nhũng thì ông còn chống tham nhũng kiểu gì? Và cái chuyện tăng cường an ninh quốc phòng thì đấy là nhiệm vụ của họ. Ở nơi họ nói như vậy nó chẳng có cái gì đặc sắc ở đây cả. Cảm ơn ba bạn. Và bây giờ chúng ta bàn về cái đề án tinh giản biên chế. Thì các bạn có thấy những cái biện pháp cụ thể nào không? Nếu là các bạn thì các bạn sẽ đưa ra cái biện pháp nào? Thật ra cái chuyện mà họ nói là tinh giản biên chế, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói từ cách đây 40 năm rồi. Cho nên bây giờ họ nói tiếp nữa thì chúng nói thật chắc không ai nghe quá. Chúng muốn nhấn mạnh đây một điều là người dân không có nghĩa vụ phải đi nuôi Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự lực cánh sinh bằng cách sống bằng tiền đảng phí của những người đảng viên và các thuộc mặt trận tổ quốc cũng vậy. Chứ không thể nào lấy tiền từ ngân sách ra được. Dân chỉ có nghĩa vụ đóng thuế để nuôi chính phủ và chính phủ để phục vụ cho dân thôi. Khi chúng thấy rằng bỏ cái hệ thống đảng và mặt trận tổ quốc ra khỏi ngân sách thì tự động thì những người trong chính phủ sẽ lương được tăng cao lên, hạn chế bớt tình trạng tham nhũng. Theo bản thân em thấy những cái tuyên bố của Đảng Cộng sản từ trước đến nay thì nó chỉ là cái lời nói suông thôi và họ không hề thực hiện được cái gì hết. Và khi ông tuyên bố rằng là tinh giản biên chế thì có nghĩa rằng là cái bộ máy công quyền ở Việt Nam quá công cành rồi. Các công chức cũng như là quan chức chính phủ hoặc là những cái người nhận lương từ tiền thuế của nhân dân ở Việt Nam hiện giờ đang là con số khổng lồ. Như cái tính toán mà cách đây một năm thì tôi có đọc được là cứ mỗi 16 hoặc 19 thì đó người dân Việt Nam thì lại phải trả tiền cho một cái người đang ăn lương từ tiền thuế của người dân. Tôi cho rằng là trên thế giới thì không có nhiều quốc gia mà có cái bộ máy chính quyền công cành như thế. Tinh giản biên chế như thế nào trong khi tất cả hầu hết những cái người mà được vào làm việc trong cơ quan công quyền thì đều phải mua quan bán chức hoặc là quan hệ. Cái ý kiến cá nhân của tôi là nếu muốn tinh giản biên chế thì chúng ta nên học tập cái mô hình quản lý nhà nước của nước ngoài. Và thứ nhất là tôi rất là đồng tình với ý kiến của anh Trung, đó là chúng ta phải tách bạch cái chuyện đảng là đảng, chính phủ là chính phủ. Đảng không thể nào mà được sử dụng động đến một khắc một xu tiền thuế của nhân dân, vì nhân dân ở đây không bầu lên đảng. Và xin lỗi, tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi không phải là đảng viên, tại sao tôi lại phải đóng thuế để nuôi họ? Cái thứ hai là sau khi mà chúng ta phải học cái bộ máy quản lý nhà nước của nước ngoài, chúng ta sẽ tinh giản được rất là nhiều, mấy chục phần trăm gì đó công chức của ta, sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, những cái công chức như thế thì hoàn toàn không xứng đáng để ngồi đấy.
Vâng, cách ý của anh Trung và anh Sơn thì cũng đã nói rồi, hiện chỉ nhấn mạnh thêm một cái điều rằng lâu nay chúng ta vẫn nói về các công bằng và minh bạch trong cái quản lý nhà nước, thì hiện nghĩ rằng chừng nào mà chưa có để đạt được những cái công bằng và minh bạch đấy thì bộ máy nhà nước càng ngày càng nó phình to ra, và những cái tuyên bố về tinh giảm biên chế hay gì đấy tất cả nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, vẫn cứ tiêu tốn các cái nguồn thuế của nhân dân, và trong khi đấy nhân dân lại hoàn toàn không có các cái công cụ để lên tiếng hay là để chất vấn về các cái vấn đề về quản lý nhân sự, đường lối điều hành đất nước vân vân. Thế nên là cái vấn đề này nó là cái hình thức bề ngoài và sẽ mãi không bao giờ nó giải quyết được nếu mà tiếp theo những cái thứ độc đoán như bây giờ. Về cái vấn đề quy hoạch quản lý báo chí đó, thì theo các bạn những cái điều đó nó đảm bảo cho các tự do báo chí ở Việt Nam không? Và vì sao? Thì trở lại vấn đề tự do báo chí, thì khi một người ta đến một quốc gia đó, người ta chỉ cần nhìn xem quốc gia đó có dân chủ hay không, là ta nhìn vào cái quốc gia đó có tờ báo chí tư nhân nào hay không. Thì rõ ràng là Việt Nam không có cái tờ báo tư nhân nào cả. Trong khi hiến pháp quy định rất là rõ ở điều 25 là công dân quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Cho nên là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang vi phạm lại chính cái hiến pháp mà do họ viết ra. Tôi nhấn mạnh một điều là ngay từ thời thực dân Pháp là đã có báo chí tư nhân ở Việt Nam. Cho nên bây giờ chúng ta không có một tờ báo chí tư nhân thì rõ ràng là cái chế độ hiện tại, tôi không cần biết là chủ nghĩa gì có tốt đẹp hay không, nhưng mà anh rõ ràng như vậy là kiềm kẹp người dân còn hơn cả thời thực dân nữa. Mình rất đồng ý vị ghế của anh Trung ở cái điểm là Việt Nam bây giờ hiện tại thì không hề có một cái tờ báo tư nhân nào. Cái đấy là một cái không thể chấp nhận được. Và ngoài ra tất cả các báo chí Việt Nam nó đều mang tính đảng, tức là nó là một cái công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Và có một điều nữa Hiển muốn nói thêm là có một cái điều nghịch lý đang xảy ra hiện nay, tức là đảng thì luôn hô hào lấy tư tưởng Marx làm cái kim chỉ nam, nhưng mà có một điều trong cái lý luận của Marx mà họ không hiểu hoặc là họ đang cố tình nở đi, đấy là Marx là người ủng hộ tự do báo chí và các cái luật về kiểm duyệt theo Marx đều là những cái biện pháp phổi. Mặc dù theo cái quan điểm của Marx thì tự do báo chí thì nó hơi mang cái tính chất như một cái nghi lễ tôn giáo. Nhưng mà trong khi đó thì ở Việt Nam, mặc dù đảng luôn luôn hô hào là theo Marx, nhưng mà những gì quan trọng và cần thiết thì họ lại lờ đi. Sau đấy họ lại dùng chính những cái báo chí để tuyên truyền, để hợp lý hóa hoặc là để lấp đi những cái gì mà họ đã nói một đằng và làm một nẻo. Như vậy là gốc rễ của vấn đề nó không được giải quyết. Cho nên là tất cả những cái biện pháp như là quy hoạch hay là quản lý vân vân, những cái biện pháp đấy thì nó càng ngày nó càng tách rời báo chí ra khỏi cái tự do mà nó nên có mà thôi. Vấn đề nó chẳng bao giờ được giải quyết được cả. Theo tôi nghĩ thì bản thân cái từ quy hoạch và quản lý báo chí thì nó đã nói lên cái bản chất của vấn đề, đó là chúng ta đang không có tự do báo chí. Đã gọi là tự do thì làm gì có chuyện quy hoạch và quản lý. Tôi có nhớ rằng một quan chức nào đó của chính quyền Việt Nam nói rằng tự do báo chí có nghĩa là tự sát. Tôi cho rằng cái này ông ta đã nói đúng sự thật. Nếu cho tự do báo chí thì không khác gì là Đảng Cộng sản nó tự bắn vào đầu mình. Vì chúng ta phải nên nhớ một điều, đó là trong tất cả đất nước độc tài thì không bao giờ có một cái chuyện đó là tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí. Vậy thì chúng ta lật lại lịch sử rằng là chính bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam là người đã sử dụng rất là triệt để cái tinh thần tự do báo chí của người Pháp ngày xưa để chống lại người Pháp. Cái này bản thân Hồ Chí Minh là người khai sáng ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đã là người vận dụng tối đa cái việc tự do và báo chí thời của Pháp này. Và bây giờ người Cộng sản hơn ai hết ở đất nước Việt Nam này, họ là người hiểu nhất cái sức mạnh của tự do báo chí. Vậy cho nên ở trong nước cái chuyện báo chí bị bóp nghẹt, chuyện này là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được ở trong một cái xã hội độc tài. Thế nhưng mà như anh Trung đã nói, trong hiến pháp Việt Nam quy định đó là mọi công dân có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thế nhưng cái hiến pháp này là chính người Cộng sản người ta viết ra, và nó là một cái biểu tượng, cho nên là một cái tờ giấy vô giá trị mà họ tự viết ra thì đây là cái chuyện hoàn toàn họ có thể làm được. Nó giống như là tôi nói một cái lời nào đó xong đó tôi nuốt lời tôi phủi bay đi vậy. Và trong khi ở Việt Nam thì không hề có một cái nền báo chí tư nhân thì sẽ không có ai đủ khả năng để nói rằng là ông đang vi hiến cả. Nhìn lại đất nước mình bây giờ thì tự do ngôn luận không có, báo chí thì bị bóp nghẹt, thì chúng ta đã đủ thấy là cái xã hội Việt Nam hiện nay thì nó là như thế nào rồi. Cảm ơn bà bạn. Truyền thông đưa tin về cái vấn đề nhân sự của đảng như bầu bổ sung nhiều vị trí, lấy phiếu tín nhiệm vân vân, nhưng lại không có đưa ra cái thông tin chi tiết. Các bạn cảm nhận thế nào về cái tính minh bạch, công khai trong cái hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam? Vâng, vấn đề Việt Nam thì là vấn đề tư duy và cơ chế. Thì cái tư duy của những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là tư duy độc tài, độc quyền. Mà đã độc quyền thì không thể nào có một cái cơ chế minh bạch được. Ngay cả những người đảng viên Cộng sản bình thường họ cũng không hề có cái quyền ứng cử, bầu cử. Tất cả đều phải là từ cấp trên tự đề ra trước hết. Và người ta cũng không hề biết được tại sao cấp trên chọn người này mà không chọn người kia. Cái tư duy độc quyền thì không thể có một cái cơ chế minh bạch được. Người dân người ta sẽ ngóng vào những cái nguồn tin không chính thống trên mạng, như trên blog, trên quyền lực. Thì đó là cái điểm họ đã sai lầm, tức là trong cái thời đại thông tin thì họ không thể nào mà bưng bít mãi được đâu. Mà chính vì vậy cho nên họ cần phải thay đổi, nếu không thay đổi, không cải tổ thì cuối cùng là nó sẽ phải sụp đổ thôi. Qua cái việc như vậy, mong rằng người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tự giác để mà thay đổi, nếu không thì hậu quả sẽ rất là khó lường.
Mình cho rằng cái điều này nó xuất phát từ ngay cái nguyên tắc hoạt động của đảng, tức là cái nguyên tắc dân chủ tập trung, tức là các đảng viên ở cấp dưới chỉ có thể tuân phục hoàn toàn các cái mệnh lệnh của cấp trên khi đã ban hành được. Tức là ngay trong nội bộ đảng đã không thể có được cái sự dân chủ rồi, thì đối với người dân chúng ta thì cái việc đó hoàn toàn xa vời. Cho nên thấy ngay là cái việc bỏ phiếu tín nhiệm thì cho đến hôm nay là kết quả chúng ta vẫn chỉ tiếp cận được qua những cái kênh thông tin nó không chính thống trên cái website chân dung quyền lực mà thôi. Cái thực tế này nó đã phản ánh nó quá đầy đủ cho cái câu hỏi về cái sự minh bạch và công khai của đảng rồi. Thế cho nên là hiển nghĩ là trước hết là phải cho báo chí được tự do thì lúc đấy chúng ta mới dần dần có thể tiếp cận những công bằng và những cái minh bạch sau này. Cái chuyện quản lý cán bộ hoặc là chuẩn bị nhân sự cho các kỳ chuyển đổi quyền lực tiếp theo của Đảng Cộng sản thì từ trước đến giờ thì họ vẫn luôn làm theo một cái mô típ, đó là họ luôn họp kín với nhau và tự họ quyết định những cái vị trí quyền lực nhất cũng như là quan trọng nhất đối với quốc gia. Chúng ta đều hiểu đây là cái tính minh bạch ở đây là cái chuyện gì rồi, và người dân Việt Nam thì từ trước đến giờ đến khi nào người ta thông báo là trong kỳ tới này ai sẽ giữ chức này, ai sẽ giữ chức nọ thì người dân mới lúc bấy giờ mới biết. Thì trước đến giờ người dân Việt Nam không hề có một ý niệm đó là chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải biết và chúng ta được quyền phải biết người chèo lái quốc gia chúng ta tiếp theo là ai. Người dân Việt Nam chưa bao giờ tự hỏi những câu đấy và chưa bao giờ đòi hỏi cho mình được cái quyền đấy. Thì cái này không thể trách được người dân, bởi vì khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã bưng bít thông tin quá xuất sắc và cái chuyện họ tự quyết định mọi chuyện an nguy cũng như là thế trọng từ nhỏ đến to trong cái đất nước này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn đảm bảo cho họ một cái thế vững chắc nhất trong cái cán cân quyền lực. Nên cái chuyện họ họp kín là họ nhằm đảm bảo rằng không có một cái hạt giống nào ngoài cái hạt giống đỏ ở đây hết. Họ muốn môi trường chính trị Việt Nam phải thuộc về họ 100%. Và người Cộng sản cũng rất thích chơi chữ, như là người ta nói rằng là tự do trong khuôn khổ, người ta cũng nói là dân chủ có định hướng. Và bây giờ họ nói rằng là dân chủ trong đảng hay cái gì đó, là minh bạch cái kỷ gì đó. Như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái kỳ vừa rồi ông ta nói rằng là gì? Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo trong đảng là thông tin tuyệt mật ảnh hưởng đến an ninh chính trị của cả nước. Ông đã tuyên bố thẳng thừng như vậy. Theo tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này đang có một cái vấn đề gì đó mà họ phải bằng được, phải giấu kỹ. Và cái trang chân dung quyền lực giống như là một cái người học vệ đánh xe, và tôi nghĩ rằng bây giờ các quan chức Việt Nam rất là đau đầu và thù ghét cái trang này. Và sau cùng, các bạn có thể đưa ra cái dự đoán của mình cho cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới hay không? Xin mời Minh Hiền. Theo hiện là với các cái lượng thông tin nhỏ giọt theo cái kiểu như hiện nay và đảng vẫn còn đang tìm cách bưng bít được tí nào thì hay tí đấy, thì mọi cái dự đoán nó rất là khó và nó ít có cơ sở. Nhưng mà hiện hy vọng rằng sau những cái vụ đấu đá quyền lực như thế này, mặc dù nó bề nổi thôi, những cái tài sản hàng nghìn tỷ nó bắt đầu nó được lộ ra, thì hy vọng là người dân thông qua đấy có thể nhận thức rõ được cái bản chất thật sự của cái đảng này, và từ đó bắt đầu cảnh tỉnh hoặc là đòi hỏi những cái sự công khai minh bạch hóa. Chứ còn dự đoán những cái kết quả sắp tới thì rất là khó. Theo em nghĩ thì tất cả các chế độ cộng sản đều là những cái chế độ rất là khó đoán. Họ có thể ngay lập tức thay đổi hoặc là cũng có thể rằng cho người dân rất nhiều hy vọng để rồi ngựa quen đường cũ. Và đặc biệt là cái tình hình chính trị Việt Nam rất là khó đoán từ trước đến nay, bởi vì luôn có những cái sự thay đổi vào phút thứ 90 hoặc là phút bù giờ. Cho nên bản thân em nghĩ rằng không ai đủ can đảm để đưa ra được một cái dự đoán cho một cái tình hình chính trị Việt Nam trong đại hội sắp tới này. Và em cũng không đủ tự tin để đưa ra một cái dự đoán nào cả. Chính trị Việt Nam là vậy, rất khó đoán. Vâng, thì cái ý kiến của Trung là như thế này, tức là cái vấn đề của Việt Nam là cái tư duy độc quyền, là cái cơ chế là tước quyền làm chủ người dân, cơ chế gọi là cơ chế đảng chủ đó. Thì với cái tư duy, với cơ chế như vậy, chúng ta dự đoán không ý nghĩa gì cả. Tại vì bất kỳ ai lên nắm là Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước hay Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội thì cũng sẽ vẫn là như vậy thôi nếu cơ chế còn như vậy. Nó bao nhiêu năm rồi thì vẫn lặp đi lặp lại những cái lời xáo lỗng. Cái vấn đề đây là vấn đề tư duy và cơ chế phải thay đổi. Cho nên mà khi mà chúng ta thấy là cái tư duy độc tài và cái cơ chế đảng chủ như vậy thì bây giờ là những người dân Việt Nam là chúng ta cùng phải cùng nhau mà lên tiếng. Thì như vậy mới có sức mạnh để mà tạo sự thay đổi. Chứ còn dự đoán thì chúng nghĩ nó cho vui thôi chứ không ý nghĩa gì, mà chúng ta người dân Việt Nam là phải tự tin vào chính mình và lên tiếng để mà thay đổi thôi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ba bạn Minh Hiển, Trường Sơn và Tiến Trung đã dành thời gian để đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này. Và cầu chúc cho các bạn luôn bình an. Chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Mình chào.